Mến chào đại gia đình Central. Cả nhà biết không, để trở thành một kỹ sư xây dựng thực thụ, tất cả các bạn đều được trải nghiệm đi từ công việc của một kỹ sư giám sát hiện trường. Vậy, công việc của một kỹ sư giám sát hiện trường là gì? Giữa mô tả công việc và trải nghiệm thực tế sẽ khác nhau như thế nào? Vâng, trong số phát sóng của Central Monday Motivation ngày hôm nay, Hoàng Sơn Hải kính mời cả nhà cùng theo dõi những kỹ sư giám sát hiện trường của Central, những con người thật, việc thật, cùng chia sẻ về công việc hàng ngày của anh em nhé. Kỹ sư giám sát hiện trường, chức danh công việc thoạt nghe khá đơn giản, nhưng để làm tốt vai trò này, đòi hỏi người trong nghề phải có những kiến thức, am hiểu nhất định về quá trình từ khởi công, thi công xây dựng và hoàn thiện. Bên cạnh đó là những mối quan hệ tương tác chặt chẽ với nhau từ công trường đến văn phòng. Báo cáo trực tiếp cấp trên là chỉ huy trưởng hoặc giám sát chính. Đối với mối quan hệ nội bộ là phối hợp các bộ phận trong ban chỉ huy, phòng ban trong công ty. Mối quan hệ tương tác hàng ngày với ban quản lý, tư vấn giám sát, nhà thầu phụ, đội nhóm thi công. Em là Nguyễn Anh Minh, hiện là giám sát hiện trường. Em gia nhập Central được 2 năm rưỡi. Mình tên là Đặng Văn Hùng, hiện tại đang công tác tại vị trí là giám sát hiện trường. Mình gia nhập công ty được 2 năm rưỡi. Em Bùi Huy Khiếu, em vào Central được 2 năm rưỡi. Hiện tại em đang làm giám sát hiện trường. Thực tế cho thấy, công việc của kỹ sư giám sát hiện trường là những người chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát chất lượng và khối lượng của công trình thi công theo đúng tiêu chuẩn hiện hành. Bên cạnh đó, công việc này còn yêu cầu đảm nhiệm cả việc theo dõi tiến độ dự án, vấn đề an toàn cho người lao động. Lập kế hoạch, tổ chức thi công các hạng mục khu vực mình quản lý. Có 3 yếu tố. Thứ nhất là lên kế hoạch chuẩn bị vật tư, thiết bị, máy móc. Thứ hai, lên kế hoạch nhân lực thi công, khối lượng công việc của các hạng mục mình quản lý. Cái thứ ba là đánh giá rủi ro và lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục. Đó là triển khai các công tác chuẩn bị thi công và lập hồ sơ nghiệm thu theo hạng mục và khu vực. Trong đó có thứ nhất là công tác chuẩn bị mặt bằng thi công và tổ chức thi công. Thứ hai là triển khai bảng theo đúng bảng vẽ, shop và drawing và biện pháp thi công được phê duyệt. Thứ ba là lập hồ sơ nghiệm thu với đơn vị tư vấn giám sát và chủ tư và đơn vị QAQC. Hàng ngày các công việc của em là triển khai tiến độ thi công, kế hoạch thi công và biện pháp thi công cho các đội thi công và nhà thầu phụ, rồi đảm bảo quá trình thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng. Thứ hai là tham gia lập kế hoạch tiến độ chi tiết với đội thi công, nhà thầu phụ theo đúng tiến độ thống nhất từ trước. Thứ ba là tính toán kiểm soát các khối lượng phát sinh và chi phí phát sinh đối với đội thi công, nhà thầu phụ. Mỗi giám sát hiện trường là một an toàn viên. Trách nhiệm an toàn trên công trường không thuộc về ban an toàn, mà đó là trách nhiệm của toàn bộ mọi người khi tham gia làm việc trên công trường. Mỗi kỹ sư giám sát hiện trường khi tham gia xử lý sự cố tai nạn tại khu vực mình đang phụ trách, đồng thời thực thi các biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thi công. Đối với vai trò của một giám sát hiện trường, ngoài những công việc được giao thì theo em thì trong quá trình làm việc nên đưa ra những cái đề xuất đối với cấp trên và tổ đội trong trường hợp trễ tiến độ hoặc là thi công sai biện pháp ảnh hưởng chất lượng. Ngoài ra, trước khi triển khai thi công ngoài hiện trường, em còn được tham gia các buổi huấn luyện đào tạo về biện pháp thi công kết cấu, biện pháp thi công hoàn thiện và phối hợp bàn giao trước khi triển khai ra hiện trường. Ngoài các công tác sắp xếp công việc ngoài hiện trường, em còn có tham gia các cuộc họp ban chỉ huy và hội thảo công tác huấn luyện, tất cả nhằm tạo ra một công trình đạt chất lượng, đáp ứng tiến độ và hạn chế xảy ra các công tác phát sinh.
Như vậy có thể thấy được công việc của một kỹ sư giám sát hiện trường không chỉ đơn thuần là theo dõi và quản lý công trình mà còn phải làm rất nhiều việc khác nhau. Bất kỳ vị trí nào trong bộ máy ban chỉ huy cũng đều tạo nên những giá trị khác nhau và từ đó cộng hưởng tạo nên giá trị chung lớn nhất cho Central của chúng ta, Build, Create, Value. Và mọi thông tin hình ảnh đóng góp về cho chương trình, anh chị em vui lòng gửi thư về cho ban truyền thông qua địa chỉ email tta@centralcon.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!